Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinetic của chúng tôi. Và ở bài học hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng phần mềm MCMIC để có thể trộn bài kiểm tra một cách tự động. Và đây là phần mềm MCMix. Thì ở đây có hai phiên bản, đó là phiên bản dành cho hệ điều hành 32 bit hoặc phiên bản hệ điều hành 64 bit. Thì tùy vào máy tính của chúng ta chạy hệ điều hành 32 bit hay 64 bit thì chúng ta sẽ chạy phần mềm ở phiên bản đó. Để có thể kiểm tra máy tính đang chạy ở phiên bản nào thì chúng ta nháy chuột phải vào this PC của chúng ta. Sau đó chúng ta chọn properties Thì lúc này máy tính của chúng ta sẽ báo đó là phiên bản Windows chúng ta đang sử dụng là 32 bit hay 64 bit. Ở đây tôi đang sử dụng phiên bản 32 bit nên tôi sẽ sử dụng MCMIT 32 bit ở đây. Và bên cạnh đó tôi có bản hướng dẫn ở đây. Thì các bạn có thể tải cả phần mềm và bản hướng dẫn ở đây ở dưới video này của chúng tôi. Sau đó để có thể chạy phần mềm MCMIT thì chúng ta sẽ click vào. Sau đó chúng ta sẽ click vào setup MCMIT ở đây. Và khi đó phần mềm MCMIT sẽ được giải nén ra ở ổ đĩa D thì thông thường chúng ta nên sử dụng ổ đĩa D để chúng ta giải nén phần mềm MCMIC. Sau đó chúng ta sẽ nháy vào mục nét. Ở đây chúng ta chọn ổ đĩa D để chúng ta giải nén. Sau đó các bạn sẽ nháy vào mục nét. Và chúng ta nét. Thì lúc này phần mềm sẽ được giải nén tại ổ đĩa D ở đây. Và đối với phần mềm này thì là của một tác giả người Việt và phần mềm này rất tiện dụng để chúng ta có thể trộn các bài kiểm tra trắc nghiệm một cách dễ dàng. Như vậy phần mềm đã giải nén xong, chúng ta chọn finish. Để có thể trộn bài thi trắc nghiệm của chúng ta thì chúng ta cần chuẩn bị như sau. Thứ nhất đó là nội dung của các câu hỏi thì thông thường sẽ được định dạng như sau. Đó là phần câu Từ câu 1 đến câu N Sẽ được định dạng màu chữ đậm ở đây Và định dạng như thế này Tương tự các câu trả lời cũng vậy A, B, C, D và sát Các đáp án A, B, C, D là dấu chấm Sát vào Sau đó là dấu cách Và sau đó là phần trả lời Ngăn cách giữa các câu Thì chúng ta sử dụng ký hiệu như thế này BR Với ký hiệu này thì chúng ta sẽ thông báo cho MCMIC Biết đó là phân cách giữa hai câu và đối với câu trả lời đúng thì chúng ta sẽ gạch chân ở dưới như thế này gạch chân ở đáp án ABCD như thế này thì các bạn lưu ý thì khi đó MCMix sẽ trộn cho chúng ta một cách rất chính xác như vậy tôi đã hoàn thành 40 câu hỏi trắc nghiệm ở đây và các bạn có thể đọc thêm phần hướng dẫn sử dụng để các bạn có thể hiểu hơn về cách ra câu hỏi ở trong phần mềm MCMIC. Như vậy tôi đã chuẩn bị phần đề ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ vào ổ đĩa D. Và như vậy tại ổ đĩa D chúng ta đã thấy thư mục đó là MCMIC ở đây. Thì chúng ta sẽ nhấp đúc vào. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục MCMIC Application ở đây. Đây là tệp chương trình của MCMIC. Chúng ta sẽ nhấp đúc vào. Và đây là giao diện của phần mềm MCMIC. Ở phiên bản 2008 version 9 ở đây. Thì tại giao diện này chúng ta sẽ có tên kỳ thi và môn thi trong kỳ thi đó. Ví dụ như ở đây chúng ta có kỳ thi mẫu Sample. Và trong kỳ thi này có 3 bộ môn đó là Anh văn, Hóa, Lý. Thì chúng ta có thể thêm một kỳ thi mới ở đây. Chúng ta sẽ click vào một thêm. Ví dụ như tôi thi học kỳ 2 chẳng hạn. Thi học kỳ 2 sau đó các bạn sẽ nháy vào mục lưu thì lúc này chúng ta đã tạo ra một kỳ thi đó là cao 2 như thế này và tên kỳ thi đó là học kỳ 2 thì kỳ thi này chưa có bộ môn thì chúng ta sẽ thêm vào đây chúng ta sẽ click vào một thêm để chúng ta thêm bộ môn vào ví dụ như tôi đặt là tin học và số lượng câu hỏi thì các bạn sẽ nhập ở đây. Đó là 40 câu. Sau đó chúng ta sẽ nháy vào mục lưu. Sau đó các bạn sẽ click vào mục tạo và in đề thi. Tại đây các bạn có thể click vào mục import để chúng ta chèn đề vào. Hoặc chúng ta cũng có thể mở đề sẵn và sau đó chúng ta sẽ Ctrl A để chúng ta chọn hết toàn bộ đều chúng ta. Và chúng ta nhấn Ctrl C để chúng ta sao chép. Sau đó chúng ta sẽ dán vào ở đây. Chúng ta sẽ dán vào. Như vậy chúng ta có toàn bộ là 40 câu hỏi ở đây. Và đình dạng của các câu hỏi và câu trả lời thì phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của 10 Sau đó chúng ta sẽ click vào mục Lưu. Như vậy phần mềm sẽ quét hết tất cả các câu hỏi và câu trả lời của chúng ta. Thì các bạn phải đợi một thời gian để cho MCMIC có thể loát hết toàn bộ các câu hỏi và câu trả lời của chúng ta. và sau khi mercimic loát hết toàn bộ các câu hỏi và câu trả lời thì sẽ có thống kê về các câu chúng ta đã định dạng đúng và các câu chúng ta đã định dạng sai để chúng ta biết chúng ta có thể chỉnh sửa và như vậy phần mềm mercimic đã loát hết toàn bộ các câu hỏi và câu trả lời của chúng ta sau đó chúng ta sẽ click vào mục thoát ở đây và đây là toàn bộ các câu hỏi của chúng ta từ câu 1 tới câu 24. Thì chúng ta sẽ kiểm tra hết toàn bộ từ câu 1 đến câu 24. Xem thử phần mềm đã loát hết toàn bộ 40 câu hỏi của chúng ta hay chưa. Và như vậy với đề của tôi thì phần mềm đã loát hết toàn bộ 40 câu hỏi và có các đáp án ABCD ở đây. Sau đó các bạn sẽ nháy vào mục đề hoán vị ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ click vào mục thêm. Và chúng ta sẽ chọn số lượng đề. Ví dụ như ở đây tôi sẽ xuất ra 4 mã đề. Thì tôi nhập vào số 4. Và chúng ta chọn lưu. Thì phần mềm MCMIC sẽ tạo ra tự động cho chúng ta 4 mã đề. Và như vậy MCMIC đã tạo ra cho chúng ta có 4 mã đề ở đây. Thì các mã đề này, thứ tự của các câu sẽ được xáo và thứ tự của đáp án cũng được xáo một cách tự động. Và đây là tên của các mã đề. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục in đề hoán vị ở đây. Thì lúc này MCMix sẽ tự động định dạng hết toàn bộ đề của chúng ta. với phần đầu đề này thì chúng ta có thể tự động định dạng ở trong phần mềm hoặc chúng ta cũng có thể định dạng lại sau và như vậy chúng ta thấy là phần mềm này định dạng tất cả các câu hỏi và câu trả lời rất là đẹp các câu trả lời abcd được định dạng một cách rất chính xác và như vậy đề thi thứ nhất đã hoàn thành thì đề thi này sẽ có đường dẫn ở đây đó là ổ đĩa D, MC Mix mục Data học kỳ 2. Sau đó chúng ta sẽ trở về. Chúng ta làm tiếp tục như vậy đối với mã đề 209 và các mã đề khác. Ta in đề hoàn vị. như vậy chúng ta đã tạo xong đề thi thứ hai chúng ta tiếp tục với các mặt đề khác và nếu trong quá trình các bạn tạo đề như thế này và các bạn gặp một số lỗi thì các bạn có thể bình luận vào phần bên dưới để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn và mã đề thứ ba đã hoàn thành ta sẽ click vào trở lại ta sẽ in đề thứ tư và như vậy mà đề thứ tư cũng đã hoàn thành và sau khi hoàn thành chúng ta sẽ click vào mục in đáp án ở đây để in ra toàn bộ đáp án của từng mã đề và đây là đáp án của từng mà đề sau đó để lưu đáp án chúng ta vào file chọn export và chúng ta có thể xuất ở ra ở dạng bình dạng là pdf hoặc là tiện excel ở đây hoặc các dạng hình ảnh ở đây chúng ta đều có thể xuất ra được Tại đây nếu chúng ta muốn lưu đáp án để chúng ta xem thì chúng ta có thể chọn định dạng là PDF. Hoặc chúng ta muốn xử lý các đáp án này thì chúng ta có thể xuất ra dạng Excel như thế này. Thì ở đây tôi sẽ xuất ra dạng Excel chẳng hạn. Tôi chọn là đáp án. Và chọn Save. Chúng ta sẽ xuất hết tất cả các trang. Sau đó chúng ta sẽ close. Sau đó chúng ta sẽ trở về và chúng ta sẽ đóng phần mềm. Sau đó để có thể xem lại tất cả các mã đề chúng ta vừa tạo thì chúng ta sẽ vào ổ đĩa D, mở CMIC ở đây. Chúng vào data. Và chúng ta chọn ở đây thì sẽ có đáp án ở dạng PDF hoặc đáp án ở dạng Excel ở đây. Ví dụ như đây, đây là đáp án. Với định dạng Excel như thế này thì chúng ta có thể định dạng lại phần đáp án cho phù hợp với các mẫu quy định. Và đây là bốn mã đề mà chúng ta vừa tạo. Thì chúng ta sẽ click vào để chúng ta xem. Và đây là mã đề 132 của chúng ta. Và chúng ta thấy là định dạng của các mã đề là tương đối hoàn chỉnh. Chúng ta chỉ cần kiểm tra lại các câu. Và chúng ta chỉnh sửa lại một chút. Ví dụ như đây. Thì câu này do bị định dạng canh đều hai bên nên chúng ta sẽ sửa lại một chút ít. Thì các bạn lưu ý là phải kiểm tra lại hết tất cả các câu để tránh một số lỗi có thể xảy ra trong quá trình chúng ta chạy chương trình thì thông thường các lỗi này cũng rất ít khi gặp sau đó chúng ta sẽ xóa cái phần phần ở đây đây sẽ có một gạch nhưng mà màu trắng nên chúng ta sẽ không thấy được thì chúng ta sẽ xóa đi và chúng ta sẽ thấy là định dạng đã có số trang và mã đề thi ở đây sau đó chúng ta sẽ định dạng lại phần header ở trên này ví dụ như sở giáo dục ví dụ như vậy sau đó chúng ta sẽ lưu lại và như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách cài đặt và sử dụng phần mềm mcmix để chúng ta có thể tạo ra các bài tập trắc nghiệm một cách rất đơn giản và trong quá trình thực hiện nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Và để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nháy vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.